Xin chào tất cả các bạn, mình là Giang Huy, năm nay mình 9 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Đại tiệc Giáng sinh. Các bạn thân mến, Giáng sinh hay còn gọi là Noel là ngày Chúa Giêsu ra đời. Vào mỗi dịp Giáng sinh có nhiều điều thú vị như là ông già Noel, cây thông Noel, những chú tuần lộc đáng yêu. Còn mình thích nhất là cây thông Noel. Còn bạn thích nhất là điều gì ở Noel? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.